chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cùng chung xu thế với những ngày qua, hôm nay thời tiết tại miền Bắc tiếp tục là một ngày nắng hanh, rét về đêm và sáng. Cao nhất nhiệt độ sẽ trong khoảng là từ 24 đến 27 độ, thấp nhất là từ 16 đến 19 độ. Chính sự chênh lệch nhiệt độ như thế này sẽ khiến cho chúng ta rất dễ viêm họng, cảm lạnh, nhất là với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Bù lại, thời tiết sẽ tiếp tục tạnh ráo và thuận lợi cho các hoạt động nghỉ ngơi của người dân trong ngày cuối tuần. Cụ thể, với thủ đô Hà Nội trưa nay trời nắng nhưng mà vẫn sẽ khá lạnh, mức nhiệt cao nhất tại vùng nội thành là 25 độ. Thời tiết nắng nhiều, hanh hao sẽ làm cho làn da của chúng ta bị khô, cơ thể dễ bị háo nước. Chính vì thế mà việc bổ sung các loại hoa quả nhiều vitamin C như là cam, chanh, bưởi là rất cần thiết. Bên cạnh đó thì nước ép hoa quả cũng là lựa chọn phù hợp để thuận tiện hơn cho quý vị. Đến tối và đêm nay thì nhiệt độ giảm nhanh xuống ngưỡng thấp nhất chỉ còn là từ 17 đến 18 độ, trời rét. Lùi xuống các tỉnh Trung Bộ, tại đây mưa đã giảm dần, thời tiết tạnh ráo và thuận lợi hơn cho người dân. Một số nơi có thể có mưa với lượng không đáng kể, chỉ dưới 5mm. Vào ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều trong khoảng từ 24 đến 27 độ, phía Nam là 28 đến 30 độ. Đến tối và đêm nay, các tỉnh Bắc Trung Bộ thời tiết khá tương đồng với miền Bắc, trời chuyển rét. Trung Trung Bộ thì trời se lạnh về đêm, còn tại Nam Trung Bộ tối và đêm mát mẻ. Đến với thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, hôm nay trời tạnh ráo hơn vào ban ngày. Mưa nếu có thì cũng chỉ xảy ra ở diện rải rác với lượng không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều tăng lên trong khoảng là 25 đến 26 độ. Đến tối và đêm thì trời chuyển se lạnh với mức nhiệt hạ về còn ở ngưỡng là 22 độ. Xuôi xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay thời tiết cũng tương tự như ngày hôm qua, trời phổ biến ít mưa và nắng ráo vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 26 đến 29 độ tại khu vực Tây Nguyên và 29 tới 32 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Riêng tại một số tỉnh miền Đông thì có thể đạt trên 32 độ. Đến chiều tối thì mưa có khả năng xuất hiện tại một số tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời hửng nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất là 32 đến 33 độ. Ban ngày thì trời nắng ráo nhưng đến tối và đêm thì những cơn mưa bất chợt vẫn có khả năng xuất hiện. Và trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì người dân nên hạn chế các hoạt động ở nơi đông người, đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát khuẩn, tăng cường các biện pháp phòng dịch, bảo vệ bản thân và cộng đồng. Tối và đêm nay trời mát mẻ khi nhiệt độ giảm xuống còn trong khoảng là 25 đến 26 độ. Hệ thống không khí lạnh chi phối thời tiết miền Bắc đã suy yếu hẳn, nên trong ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ ít mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng. Cụ thể, đêm và sáng, nhiệt độ ở ngưỡng là từ 17 cho đến 20 độ ở khu vực đồng bằng và thấp hơn từ 2 đến 3 độ tại vùng núi và trung du. Sáng sớm có thể có sương mù, nên người dân khi lưu thông đường cần lưu ý tình trạng sương mù có thể gây cản trở tầm nhìn. Và ban ngày trời có nắng ấm với nhiệt độ tăng nhẹ trong 2 ngày tới với mức nhiệt dao động từ 24 cho đến 27 độ. Trời hầu như là không mưa nên nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. Thời tiết tại Trung Bộ trong ngày hôm nay tương đối ổn định, phổ biến có mưa vài nơi, tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho tới Quảng Nam với lượng phổ biến là dưới 5mm. Nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng từ 25 cho đến 28 độ dành cho khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ tăng dần khi càng tiến dần về phía Nam và nhiệt độ cao nhất cho các tỉnh thành phía Nam đèo Hải Vân cũng chỉ khoảng từ 28 cho tới 30 độ. Thời tiết trên toàn khu vực ít mưa, ngưỡng nhiệt độ vừa phải nên tương đối thuận lợi cho nhiều loại hình hoạt động du lịch dịch vụ. Trong ngày và đêm nay, thời tiết Tây Nguyên vẫn ổn định ít mưa, nhiệt độ về đêm vào khoảng từ 18 cho đến 21 độ, ban ngày là từ 25 cho đến 28 độ. Thời tiết khu vực này đang ở giai đoạn rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch tham quan của du khách. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ, đặc biệt lưu ý với các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ, lượng mưa cũng không nhiều như ngày hôm qua, phổ biến chỉ khoảng từ 5 cho tới 15mm. Dao động nhiệt độ ngày đêm ở khu vực này vào khoảng từ 22 cho đến 32 độ. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay tương đối tốt, trời tạnh ráo không mưa, sáng sớm thì có xuất hiện sương mù nhẹ. Nhiệt độ nằm trong ngưỡng vừa phải, nhiệt độ về đêm vào khoảng từ 18 cho tới 21 độ. Ban ngày về trưa chiều có nắng ấm áp, nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 24 cho tới 25 độ. Thời tiết nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời của người dân thủ đô. Tuy nhiên, quý vị lưu ý chỉ số an toàn không khí tại thủ đô Hà Nội dự báo vẫn ở mức xấu và có hại cho sức khỏe. Vì vậy, quý vị cần lưu ý đeo khẩu trang khi ra ngoài trời và để đề phòng tránh dịch COVID-19.
Nằm ở khu vực Trung Du so với thủ đô Hà Nội, thời tiết tại Việt Trì về đêm và gần sáng sớm cũng có xuất hiện sương mù. Các phương tiện khi tham gia giao thông vào thời điểm này cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Dao động nhiệt độ cũng gần tương tự so với Hà Nội, nhiệt độ vào đêm vào khoảng từ 18 cho tới 24 độ. Lưu ý, mặc dù là không khí lạnh đã suy yếu, nhưng đêm và sáng trời vẫn tương đối rét. Quý vị nên mặc đủ ấm để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Đến với thành phố Đà Nẵng, thời tiết trong ngày hôm nay cơ bản cũng thuận lợi. Mặc dù có thể xuất hiện mưa rào nhẹ vào chiều tối hoặc sáng, nhưng lượng mưa không nhiều, không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động dân sinh. Trạng thái bầu trời mây thay đổi trong chiều, tối và đêm, có thể nhiều mây hơn một chút. Nhiệt độ ngày đêm vào khoảng từ 22 cho đến 26 độ. Cường độ bức xạ ở mức trung bình đến thấp. Thành phố biển Nha Trang nằm ở khu vực phía nam miền Trung ngày hôm nay thì trời thời tiết cũng khá là khô ráo. Nơi đây hầu như là không mưa, ban ngày có nắng nhẹ với mức nhiệt độ cao nhất dao động trong ngưỡng từ 27 cho đến 28 độ. Về đêm nhiệt độ giảm xuống ngưỡng là từ 23 cho đến 25 độ. Tiết trời tại thành phố biển này khá dịu mát, nhìn chung kiểu thời tiết này khá thuận lợi cho mọi hoạt động sinh hoạt cũng như hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây. Đến với thành phố Đà Lạt thuộc vùng núi Tây Nguyên đang trong những ngày ít mưa. Sang ngày hôm nay tại thành phố này không mưa, ban ngày trời có hửng nắng với mức nhiệt cao nhất vào khoảng từ 21 cho đến 23 độ. Do đặc điểm của địa hình núi cao nên ở thành phố này nhiệt độ ban đêm có thấp hơn so với các tỉnh thành lân cận. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 15 cho đến 17 độ. Trời rét sâu về đêm và sáng sớm. Điểm dừng chân cuối cùng là thành phố Hồ Chí Minh. Trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ban ngày phổ biến ít mưa, trời nắng có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 30 cho đến 32 độ. Về chiều tối thì người dân nơi đây cần chú ý có thể xuất hiện cơn mưa dông bất chợt. Mưa có thể không lớn nhưng cần chú ý trong cơn dông dễ kèm theo lốc sét và gió giật nguy hiểm. Lượng mưa chỉ khoảng từ 5 cho tới 10 mm. Về ban đêm, nhiệt độ giảm xuống ngưỡng là từ 24 cho đến 26 độ.